anh á. Để can chứ. Có lựa chị. Không cái này chơi. Chị nhớ, biết rồi mà đều có cái cũng như can gọi đi người ta đem cảnh bắt luôn. Có mấy con hả? Cá kèn nó không có nhiều. Thế là lựa cá chết con dưỡng đổ cái một bà nội. Dễ vậy. Tam có mà cái gọng bắt 2 kg 3. Biết mập quá luôn. Cá lăng 2 kg 3. Mà mình đặt được phần nữa chưa? Hơn nữa ha. Mới hơn phần nữa rồi. Dạ. Chốt năm nay thấy tình hình nước lớn hay nước nhỏ? Nước lớn là năm rồi đó. Dạ. Không sống hả? Sống. Tao mới tát lên là tao chảy hao cũng gì đây. Cá sống không luôn. Chứ đây cá sống mà. Nè. Ồ, cũng nhiều quá nè. Tính ra cũng 5-7 kg à. Ồ, sống khỏe ghê ha. Kìa kìa kìa. Ông mốt ông xuống dưới giờ dịnh cái đó ông mốt hơn. Cẩn thận cái này nó. Rồi, đứa con Đồng Tháp xin mến chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì trước mặt cả nhà là những cái lúa chết đang bị sắp sửa nước nó đang ngập lên rồi. Bây giờ là ngày 20 tháng 6 2024 và nước lũ đã chính thức tràn đồng. Thì hiện tại Tâm cũng đi theo chú Út với lại các chú các anh để mà đi ra để mà đặt vớn đầu tiên vào những cái cánh đồng lúa chét như thế này để mà bắt những con cá đầu mùa các chú, những con cá giống như là cá chốt trứng nè, cá chê trứng, cá lăng trứng nè, nó lên những cái lúa chét này nè, nó đẻ xong rồi cái sẽ có những con cá nhỏ nhỏ lớn giống như là cá linh nữa, cá linh nó cũng lên nó đẻ tầm khoảng 10 ngày 15 ngày nữa thì những con cá đó nó sẽ lớn giống như là cá linh non á, thì người ta sẽ tiếp tục để mà bắt, và đó cũng là những cái đặc sản vào mùa nước nổi này ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Thì đây là cánh đồng của Hồng Ngự ha. Thì trước mặt cả nhà là hướng cánh tay của Tâm ra đó là Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, chợ Hồng Ngự ngoài đó. Thì ở đây là nó nằm ở sau lưng của Hồng Ngự về hướng đông, và đó là hướng tây đó. Bây giờ thì Tâm sẽ theo chú Út cũng như là mấy chú ở đây để mà ghi một số hình ảnh đầu tiên như là đặt vớn trước, rồi xong thì Tâm cũng sẽ ghi thêm những cái hình ảnh giống như là đổ vớn bắt cá, và những cái ngày đầu mùa này thì bắt buộc là phải đổ vớn vào buổi đêm khoảng 1-2 giờ thì sẽ đổ ha. Thì Tâm cũng sẽ cố gắng để mà ghi những hình ảnh mà những con cá đầu mùa cho cả nhà cùng xem.
đầu mùa thì chưa có cá linh non đâu, cái này thì chỉ là cá trứng thôi, như cá linh, cá chốt, cá chê, nhưng mà cá trứng chứ không phải là cá non. Cá non thì khoảng 10 ngày tới 20 ngày nữa thì cá nó mới lớn. Này là chú Út nè, chú Út thì năm rồi thì cả nhà cũng đã biết rồi. Năm rồi thì Tâm có quay một số cái video về chú Thím đặc giớn, cũng là cánh đồng này luôn ha, cánh đồng ở Hồng Ngự. Chú Út đặt được bao nhiêu cái bầu ở chú Út? 40 cái đúng. Mà mình đặt được phần nữa chưa? Hơn nữa hả? Mới hơn phần nữa. Dạ. Chú Út năm nay thấy tình hình nước lớn hay nước nhỏ? Thấy nước lớn hay nông rồi đó. Dạ. Giờ mới tháng 6 mà nó lên cũng nhiều. Chú Út thì cũng là chiếc ghe này của năm rồi thì năm nay cũng là như vậy luôn. Bây giờ thì chú Út với lại mấy anh mấy chú sẽ, cái này là lưới nè, lưới rồi đú rồi cây đó. Là những người xa quê thì rất mong có thể gặp được những cái hình ảnh này. Đây là cái đám lúa chét nè. Lúa này thì mới có sữa thôi, chưa có chín nha. Thì cơ hội này là những con ốc bu vàng nó sẽ lên để nó ăn nè, nó ăn rồi nó đẻ. Và có những người họ sẽ làm nghề ủi ốc bu vàng á. Con này là anh Thở tên gì ta? Cho biết tên luôn có chặt. Anh Vin nữa. Năm nay gì là có thợ mới rồi. Anh Vin thì đi theo chú Út để mà tiếp mà đặt. Này là Ái nha. Ái là năm rồi là những cái video của Ái cũng nhiều lắm rồi. Mà năm nay lớn hơn được miếng rồi nè. Có cao hơn được miếng nào không? Năm nay là thành thiếu niên rồi đó. Là những cái cây chỉ là mới cầm thôi cả nhà, mới cầm ngày hôm qua thôi mà những con ốc bu vàng nó đã lên đây để mà nó đẻ trứng rồi nè. Thì cái mùa nước mà bắt đầu tràn đồng á là cơ hội để cho những con cá, những con cua, những con ốc nó sẽ sinh sôi nảy nở vào mùa nước này. Mà năm nay thì nước lên rất là sớm á. Hồi năm rồi thì theo tôi biết á, là tới tháng 7 á, gần hết tháng 7 luôn á là nước nó mới vô đồng. Còn năm nay thì mới có tháng 6 thôi, 20 tháng 6 thôi là nó đã tràn đồng rồi. Hiện tại thì chú Út với lại mấy anh đi, còn Thím Út thì ở nhà để mai những cái phần mà gách á, gách của cũ năm rồi để mà nếu như chúng ta không có mai thì cá nó sẽ luồn theo đường đó nó ra, nhất là cá chạch. Cái này là cá bầu hả Ái? Hiện tại thì Tâm đang đứng ở trong cái bầu. Một cái bầu lớn này thì nó sẽ có hai cái đú và nó sẽ nằm hai bên. Giống như bên đây là một cái đú nè, phía bên đó là một cái đú. Bầu này là bầu lớn ha. Giớn này thì giớn lớn. Coi anh Thợ Nhí này làm tí rồi. Mình con đặt được không? Biết đặt không? Đây là những cái cây ghim, phần này chúng ta sẽ ghim xuống dưới đất ha. Thì làm nghề giớn vào những
đầu ngà đầu mùa, đầu mùa thì sẽ hơi cực, cực là chúng ta sẽ phải đi đặt, nó hơi vất vả trong khoảng 5 ngày trở lại. Thì khi mà đặt xong thì sẽ mình chỉ cần đi đổ thôi. Cái này là cái đú của mình nè nha, cái đú nó dài. Cái này là mình xây cái bầu, bầu nhỏ, bầu lớn nó nằm bên đó, bầu lớn rồi bầu một bầu nhỏ, hai bên là hai bầu nhỏ, phía bên đó một bầu nhỏ. Ghim cây ha. Ghim này phải có kinh nghiệm nha. Không là cá nó lủi lủi. Lủi đường dưới lủi đi hết đấy. Ừ. Chú Năm thì ở đó cắm cây. Nhiệm vụ của chú Năm là vậy đó hả? Cắm là phải kinh nghiệm. Cái cây này cắm nào mới đây mà để nó để trứng rồi ấy? Mới qua hả? Công nhận nhanh thiệt. Mới có một bữa hai thôi là ốc bù vàng nó lên nó đẻ nè. 4 ổ 5 ổ luôn. Cái vàng cây thẳng này là ông nội cắm hả? Thẳng như dây đờn trà. Nhìn nè, một cái vàng cây này cả nhà nhìn nè. Em có kinh nghiệm cắm một cái là thẳng băng luôn. Không có lệch một cây nào. Khủng khiếp thiệt chứ. Không những đó mà bên đây nè, cả nhà thấy nè, một cái vàng cây ha. Rất là dài ha. Đó, nhìn một cái là thẳng rộp luôn. Vậy là bữa nay xây là xây ba cái bầu giống vậy ha. Là 6 cái đú phải không? Là mới đây là được cái nè. Thì trong một ngày thì mình sẽ xây lai gai, tại vì hướng càng vô đó thì nó nước nó càng cạn, vô đó thì xuồng vô thì nó khó, ra nước nó lên tới đâu thì mình sẽ xây tới đó. Bây giờ là chú thím bắt đầu mới đổ giấy vậy. Có lý không? Chảy rồi phải không? Chảy rồi phải không? Chảy rồi. Bữa nào không chảy chứ. Ta nói 2 giờ rồi, không thấy mày lên, tao nói rồi. Thôi, kể như mày ngủ quên nữa.
đi có thân là cũng cứng đi 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 rồi là có người chỉnh người quay liền. Này chốc nhiều không? Ít rồi ai? Là nhiêu? Thì mình ăn mày lấy cái bữa nay mình ăn mày lấy nhiều mấy ký à? Nhưng hiện nó nghỉ bữa nay đặng nó bằng tình chồng nó đó. Với lại bữa nay con cá nó ơi con mới điện mãi nè. Ba bốn nhân giới mà biết chở thôi mà lái con nhiêu cân mày ký mấy ký không? 250 ký cái chốt. Không có cá đẹp hay có nhiêu nữa. Không sống hả? Sống. Tao mới tát lên là tao để hao cũng gì đây. Cá sống không luôn. Chứ để cá sống mà. Nè. Nè đi ra đây. Nằm tiếp đi. Quá trời. À. Cá này nó còn trứng nè ha. Dạ. Yeah. Cá này anh mua ký nhiêu? Cá này em phải hỏi ốc lợi thôi, 20 đó anh ơi. Tại cá này quá dài nhiều bữa nay à. Ờ. À, vậy là bữa mới nay. Mới điện lái điện vô là nó ngưng căng em đang nỉ hôm nay đó. Không biết sao nữa nè. Có nhiều đó. Cá bự trứng. Có số thì nó đẻ rồi, số thì có số bữa nay ốm nhách nè, cá bữa nay dục sục dữ lắm rồi cá này. Thì cái bộ. Ừ, bữa hai nữa hết cá chốt rồi. Bắt đầu có cá linh. Là bữa nay yếu rồi. Mưa luôn à. Này cá rô. Này cá lóc kiến. Rồi rồi giơ lên, giơ lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này cá chặt. Để dưới đi con chạy lên lọ liền con để dưới đi chạy lên liền này hả cá chặt cá lăng để dưới đi ở dưới cho nó cho nó sống rồi cổ căng hết thì đúng không căng hết thì bà lỡ bà sọt đổ sọt đi căng cho người ta đi nè kìa 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 ông mốt ông xuống dưới giờ dịnh cái đó ông mốt hơn cẩn thận cái này nó mười ba ký yếu rồi như 12 ký đi xong đúng rồi lên nè kìa 12 ký cá chốt bữa nay thì cá chốt chạy yếu hơn ngày hôm qua với ngày hôm kia. Ngày hôm qua kia thì Út chạy tới ba mấy 40 ký, bữa nay chỉ có 12-13 ký lô thôi. Bữa nay thì có cá chặt với lại cá lăng số. Tối hàng bà có mắc mưa không? Không. Tối bữa nay không có mưa. Quay lại ra đi, lát tới cái bút chi cá lăng lên. Dạ. Rồi mày chạy lại mới tăng được không chạy lại sao tao? Dạ bụng này. Nè Út, đá tưa nè. Mưa luôn rồi. Hiện tại thì trời đang mưa cô chú. Và trời cũng đang sáng dần, 5 giờ rưỡi nhưng mà trời còn rất là tối. Tại vì giống như bão vậy, mây nó bao phủ với lại những cơn mưa nè. Mưa hồi đêm hôm 12 giờ mấy thì tâm thức dậy tính đi theo chú thím để mà đổ giớn nhưng mà mưa như thế này nè. Rồi cho nên mình không có đi theo được.
Bây giờ sáng nay mình sẽ quay cá thôi. Ngày vài bữa nữa cô chú thím sẽ đổ bằng ngày thì mình sẽ quay rõ hơn vào lúc đổ giớm. Mưa luôn nè, mưa này là mưa đang lớn luôn chứ không còn mưa rào nữa. Ngày đêm hôm vậy là 2 giờ Út mới đi đó hả? Út thức 1 giờ phải không? Sạn sỉnh đồ đạc đồ đạo đạo nhóng nhóng mày con 2 giờ có lên không? Mày nói ra gì mày cà bảo thức. Tối con thức 12 giờ mấy mà con thấy mưa. Ngủ lại thì quên Út luôn. Thấy mưa cái ngủ luôn. Dạ đâu không thấy đâu 2 giờ cái thôi đi luôn. Dạ. Tội nghiệp hai ông bà. Quên đi, lên rồi tao lo sạn đồ, tao đấu điện, phải mới thức tao điện mày liền á. Con sợ mưa cái lụp chụp hai ông bà nữa. Thôi để hai ông bà đi cho gọn. Giờ bắt đầu tới căng tới cá lăn với lại cá chạch nè. Này còn mấy con. Rồi, trời cũng sáng luôn à. Cá lăn bự quá. Cái gì? Xíu đã về rồi em đã. Lấy cái sọt nè, lụm cái lăn để vô kìa. Hết sức lòn mới thấy cái đồ biển chà. Đổ sổn xuống rồi. Ngồi mình đó là cá chạch. Nãy 12 chiếc cá chép. Cá lăn 2 kg 3. Được cái chốt ra cái chốt ốc căng dưa. Đây là cá chèn bầu. Chào đưa rồi, sợ sợ đi. Ô Phật. Này 2 kg 3 chữ sợ kia nửa ký nữa là còn à. Còn 8, còn ký 3. Còn 8. Còn ký 8. Ký 3 hầu 3 chữ. Ba cắn nửa ký luôn. Nhanh đi đỡ cũng đá chè cũng đá vô cái chặt chuyện chứ. Ừ. 5 kg, còn lại 4 kg nữa. Dữ. Còn nửa ký là 5 kg đi. Rồi. 5 kg mày kia ta, mày kia chốt. Đi ở đây với bà. Cái chặt 5 kg 3 không? Trời ơi. Cá lau kiến này đường thùng ha. Cá mòi Út. Cá mòi nhiêu đó? Dạ. Cá mòi là cá sẽ cho bán cho tầm cho cá lóc cá chê. Thời điểm này thì cá lau kiến người ta cũng mua để làm cá mòi luôn. Giờ lau kiến được nhiêu ký Út? 2.500 không? 2.000. Cái đó còn lại cá gì Út? Cá gô hả? Dạ, cá gô với cá sặc. À. Ừ. Vậy mình gọng lại để dành ha. Gọng lại ai ăn. Dạ. Vậy là bữa nay là cá chạch nhiều hơn chút hả Út ha? Bằng à, 5.5 kg bằng hôm qua. Vậy hả? Hôm qua cũng 5.5 kg. Bữa trước 5.2 kg. Dạ. Hôm qua 5.5 kg. Bữa nay cũng 5.5 kg. Chỉ do cá chốt ít lại thôi. Cá chốt ít. Rồi vậy là hết mưa đó. Nãy mưa 5 gram mấy hộp vậy hết mưa rồi.
Sắp. Sắp. Lên con. Thằng đứng miếng coi. Mày phá hả? Cho mày lên TV luôn. Đó mình dồn qua một cái không ha? Ừ, dồn lại cái. Hết ba cái chép ra nha, cái cậu cái con cá kia rồi. Năm nay không có bồng nuôi cá chê à? À vậy là chưa gắn xuống hả? Chưa, chưa. Dạ. Con này cá này sao mình không bán luôn? Cá nhỏ hả? À mình bán kiểu khác ha. Ồ, cũng nhiều quá nè. Tính ra cũng 5-7 kg à. Đó. Ồ, sống khỏe rồi ha. Đó. Vậy là để đó. Nó gọng lai gai cái mình dồn dồn nhiều nhiều mình bán một cái luôn. Sao mày số xuồng hoài vậy xám? Năm rồi là Út sẽ có một cái gọi là cái cước, cái thùng, cái rồi kiểu gì đó, cái vuông cước để mà nuôi cá trê. Mỗi lần mà có cá trê thì sẽ thả vào để mà nuôi cho nó lớn, rồi bắt đầu cá đó mình cũng sẽ ăn. Khi mà không có đồ ăn mình sẽ ăn lai gai. Thì đó là cái quang cảnh buổi sáng cũng như là bữa nay. Thì Út được cũng cá thì đầu mùa thì ít hơn ngày hôm qua tí. Ngày hôm qua thì cá chốt thì hơi nhiều. Bữa nay thì hơi. Tính ra bữa nay mười mấy, 13 kg. Ngày hôm qua là 30 thì ít hơn khoảng phần nửa không ha. Ừ. Cá chốt. Hơn nửa. Hôm qua 3 mấy kg, bữa nay có mười mấy kg. Dạ. Ít hơn phần nửa. Cá chạch thì cũng ngang nữa, cá chạch thì 5 kg mấy. Cá ồ, cá chê bự quá nè. Con cần còn cá lóc. Lươn với cá lóc thì Út để gọng để mà ăn lai gai. Ồ. Vậy này là toàn lươn với cá trê không? Mình
Ừ. Thì cá chê rộng rãi chưa bác? Ồ gì được bà. Thì mời mấy căn cho Hiền. Mặn luôn á hen. Được ba cá lóc. Rồi bây giờ thì mình cũng xin khép lại cái clip đây ha. Tạm sự cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình con nước nổi ở tại vùng quê hương miền Tây. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo nha.